Vâng, xin chào anh em đang xem kênh Điện Mặt Trời Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên anh em nhé. Em ở ngay sát bến xe thành phố Thái Nguyên thôi. Có do kho ở quận 12 Hồ Chí Minh nữa. Đây, hiện tại thì em đang lên một cái đơn hàng xương xương, nó rơi vào khoảng hơn 40 triệu. Đó là đúng là hệ VIP anh em ạ. Đấy, con xe của em thì cao cấp lắm, xe Moling cùi bắp nhưng mà chở pin thì không biết sót là gì cả anh em nhé, cứ phang thẳng lên thôi. Đấy, cái hôm qua thì em lên cái video là thanh lý của cái bác con săn 3000 hòa lưới đấy. Thì bác ấy hôm nay bác ấy chơi lớn, bác ấy chơi con Dire 6000 luôn. 6 kW con Dire bác nhá. Đấy. Thì đây là toàn bộ cái phần mà đấu lối này, em cũng quay qua cho anh Hải ở Bắc Nạm Bắc Cạn này. Đây là cổng cổng gen máy phát này. Gen này, nếu không có thì thôi này. Lót là lấy ra sử dụng này. Kít là để hòa lưới anh em nhá. Thế thường thì anh em mình có điện hòa lưới thì anh em mình hòa lưới bán tải thì anh em mình cắm qua cổng kít này. Còn nếu như lấy ra sử dụng mà khi mà cúp điện hay mất điện ấy thì lấy ra cổng loát này để sử dụng. Thế còn cổng gen này là cổng máy phát không có thì thôi. Đấy, hiện tại thì bên này nó có hai sợi trinh PV vào. Anh em có thể gắn một hoặc hai, dương ở trên, âm ở dưới nhá anh em nhá. Đấy, đây là về con máy này, thực ra nó là Dire, gọi là Dire. Đấy, về thông số chi tiết máy thì em cũng đưa cho anh em xem luôn. Bên này có công tắc switch này, có nút bấm khởi động này. Đấy, các cái này thì đều được bọc rất là kín để tránh côn trùng các thứ vào. Đấy, em thử tháo lắp này ra thôi, tí nữa thì sẽ đậy lại đây, phụ kiện của nó đây anh em nhá. Nói sơ sơ cho anh em con này một chút về thông số này, em để tạm đây đã. Đây anh em, con này nó rất là dày anh em nhá, nó dày đến 20 phân thôi. Đấy, dày một gang, cái phần tản nhiệt của nó cũng phải mất hơn gần một nửa. Đấy, nó đọc qua thông số cho mọi người nghe này. Tên là Dire này, Sun 6K này, GL04PLEU này. Đấy, điện áp tích trữ của nó là 48V anh em nhé. Có thể kết hợp với bình AQ hoặc là kết hợp với pin lithium có giao tiếp thì càng tốt. 6000W, 6000VA này, 370V DC này. Khoảng cho phép của nó là từ 125 đến 500V anh em nhé. Đấy, nói chung là thông số là đầy đủ hết. Anh em có thể lắp được 6kW pin hoặc là hơn một chút. Đấy, cái bác Hải này thì bác ấy vừa mới thanh lý cho em con Sun 3000 đấy. Hôm nay lên con này thì anh em cũng tiện là theo dõi luôn. Đấy, con này thì em đang bán ra thị trường là với giá 27 triệu anh em nhé. Một mình nó đã 27 triệu rồi. Nó tản nhiệt bằng nhôm, hoàn toàn không có quạt làm mát. Làm mát tự nhiên bằng nhôm, nó rất là bền. Và máy được bảo hành 5 năm anh em nhé. Bảo hành 5 năm. Kết hợp với cái pin tháo mái kia thì đúng là hết nước chấm. Bởi vì là em thì em vẫn khuyên thật là các bác nên sử dụng hòa lưới bán tải. Nhưng ở một số vùng khó khăn thì điện hay mất, hay mất điện và cũng không muốn đầu tư máy phát thì xài con này. Thì ban ngày lấy điện mặt trời mất thoải mái, lấy điện mặt trời sẽ biến đổi thành điện AC220 để anh em mình có thể sử dụng. Ok luôn. Cái này thì dành cho người có điều kiện một chút anh em nhé. Bởi vì riêng bản thân cái máy nó đã rơi vào 27 triệu rồi, lại còn tấm pin này, còn ắc quy nữa. Thì cả hệ thống của nó nó rơi vào, nếu mà lắp mà tối đa ngon kịch full thì nó phải gần đến 100 triệu anh em ạ. Cho nên là cũng không phải là mấy người mà chơi được như thế. Một số người có thể là chịu chi thôi. Nhưng mà tính ra thì nếu như anh em mình mà đầu tư máy phát điện thì lại còn phải mất dầu mất mỡ để chạy. Còn cái này thì chỉ có trời nắng là chạy thôi, khỏi cần bảo hành bảo dưỡng gì cả. Rất là ok anh em nhé. Chứ còn nếu mà máy phát mà để lâu không chạy thì nó cũng hỏng. Đấy, đấy là một cái phương án nữa để sử dụng cho anh em có cái nhu cầu sử dụng mà không mất điện anh em nhé, mà cũng không ồn luôn. Con Nook Power thì cũng tốt nhưng mà nó quạt gió nó hơi ồn. Con Dire này thì nó không có ồn mà giá nó cũng êm hơn con Nook Power bản cao cấp. Đấy, vừa với cái giá mà anh em có thể là cân nhắc để chơi được anh em nhé. Rồi, xin chào anh em.